Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây cắt cỏ giới thiệu đến các bạn ha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu Kokyrit và nó có cái tên riêng ở sau đây các bạn. Nó có cái tên riêng là RMB 343D. RMB 343D. Đấy. Tên riêng của nó đó các bạn. Nó cũng có cái tem ở đây nữa. Đây các bạn. Đây các bạn quan sát nha. Để mình lấy nét lại cho các bạn quan sát. Made in Sa Păng nha các bạn. Đây, ở cuối đây nó có chữ Made in Sa Păng mà nó cũng không có rõ được gì mấy ha, tại vì ánh sáng nó không có ngon. Đây. À. Đây RMB 343D ha. Của công ty Geo-rip Made in Sa Păng ha. Cây này là được người tiêu dùng bình chọn đó các bạn. Nó rất đổi là bền. Bền và mạnh mạnh khét tiếng luôn. 34 cc các bạn, bê tông 37 ly mà nó dày, cái nòng nó dày sọc luôn, dên nó dài ha, lưỡi búa nó lớn ha, là cái đối trọng đó các bạn, cái đối trọng nó rất là lớn ha, nó chạy mạnh như súng nổ luôn. Nhưng mà có đặc biệt con cái dòng 43 này, 30 34 này là nó chạy cái tiếng nổ gần ti của nó rất là ghiền luôn. Đây nó chạy tất cả là zin tất từng tất hết từng cái bô lửa, từng cái bô e ha, từng cái chế hòa khí ha, tại vì cái máy nó rất là mới ha, nó zin tất từng tất hết đây. Từ cái bô e này, từ cái chế hòa khí, từ cái nắp xăng ha, nắp xăng kính, còn dây nữa nè, còn cọng dây lạt lẽo đây nè. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, với tỷ lệ khoảng 50 cc trên lít ha, tỷ lệ đó là tỷ lệ tối thiểu. Đây nó có ron đệm rất là ngon ha, tỷ lệ tối thiểu ha 50 cc nhớt trên 1 lít xăng nha. Bạn quan sát xem máy như là đập thùng, rất là đẹp luôn, mà xem dây dịch của nó trong khe luôn, nó dính cái màu nó đen theo cái màu thời gian à. Wow, các bạn thấy đen gì cái nào quá chẳng bông ha, bóng lửa luôn. Cái máy này độ bền vượt thời gian nha các bạn, độ bền vượt thời gian và độ khỏe huyền thoại luôn ha, rất là khỏe luôn. Các bạn nhìn xem cái nòng ghiền luôn. Đời này bô đen nha các bạn, đời kia rít đời chung là bô đen, nó là đời chung nữa các bạn, chạy IC nha, chạy IC đời chung chưa tính thời gian nha. Nhà chế tạo lúc đó là họ cứ chế ra làm sao cho nó chạy bền bỉ thôi, cho người tiêu dùng mình là khoái cái thương hiệu của họ thôi, chứ họ không có tính thời gian ha, không giống như bây giờ. Đây, đọc tắt ra đây, thấy rất là mỹ miều luôn, mọi chi tiết đều rất là đã, không có chỗ nào mà chê trách. Ở đây là xúc kết nối dây, còn dây ga này các bạn, xúc kết nối dây ga nó nằm đây ha, móc dây đeo nè, tay nắm phía trái, tay nắm phía phải, có tay ga nè. Tay ga này nếu các bạn yêu cầu thì mình sẽ lên cái tay ga bóp cho các bạn ha. Còn cái này là zin của nó nha, zin của nó. Mình chạy ga sống vẫn là bình thường mà rất là bền các bạn. Cái loại dây ga, tay ga này rất là bền. Mình hụn lên ha, mình chém vào cỏ ha, mình hạ xuống, hụn, hụn. Mình chém từng nhát là cái máy nó rất là mạnh. Mình đừng có bao giờ mà lấy cái máy mà mình ủi vào cỏ là không có máy nào chạy nổi hết nha các bạn. Mình ủi vào cỏ là mà không có máy nào chạy nổi hết. Mình chém từng nhát vậy đó là máy chạy khỏe re luôn. Còn cái máy mà mình nói mạnh mà cỏ nặng, mình đưa cái dao vô mình ủi vô cỏ vậy là làm sao mà chạy nổi. Cho nên cái kỹ thuật khoét nó rất là cao siêu luôn các bạn. Quan trọng người ta cầm cái máy bình thường thôi mà người ta phát vẫn là ngọt liệm, còn mình không biết phát, mình lấy cái máy giác không nổi vậy, mạnh như súng nổ vậy mà mình ủi 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 mình xuất vô cỏ đại vậy nó cũng không có quay quay cái dao nổi nha. Tại vì các dòng cắt cỏ là nó nhờ cái chớn nha, mình phải lấy ra khỏi cỏ nó chạy ron máy rồi mình chém vào cỏ thì không có cỏ nào mà chịu nổi, cây chuối cũng đứt như thường. Còn mình cứ ủi 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 mình để vô cây chuối rồi mình mới lên ga thì không có máy nào mà chặt đứt cây chuối hết. Dầu cho cái máy Honda 5 ngựa 5 chạy cũng không đứt cây chuối nữa ha. Nó nhờ cái chớn nha các bạn.
Để các bạn quan sát xem, zin tất tần tật một màu luôn nè ha, trắng cỏ một màu luôn, cùi nè rất là đỉnh cao luôn, giống như cỏ khích cháy luôn, dưới này có chống mai mòn luôn ha. Echo 343D rất là đỉnh cao luôn, người sử dụng ai cũng khoái ha, ai cũng khoái sử dụng cái 343D ha. Nó có hai dòng 34 ha, ha, nó có dòng 341 và dòng 343 ha. Dòng này là 343. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Kéo hơi nha các bạn. Đây, hơi nó thật thật kéo không ra luôn ha. Nổ nha các bạn. Các bạn nghe tiếng nổ cạch ti của nó đi. Các bạn đánh giá. Xe Lombetta ngày xưa vậy. Như vậy là bác, các bạn nghe là các bạn biết cái dòng chậm tua và dên dài rồi ha. Tắt nha các bạn. Không phải là lẻ tua là ngon đâu. Chậm tua nó mới cài nha các bạn. Chậm tua mà của máy hai kỳ giống như chậm tua của máy dầu đâu nha. Chậm tua của máy hai kỳ. Nói chậm vậy chứ nó lẹ kinh hồn luôn. Chậm tua của máy hai kỳ là nó lẹ kinh hồn luôn, nó lẹ gấp 3 gấp 4 lần máy dầu, chứ không phải chậm tua như máy dầu đâu ha. Các bạn đừng lầm tưởng nha. Rồi để mình nổ lại cho các bạn xem ha. Ghét chưa? Đó. Rồi để mình tắt nha. Tắt ha, nổ lại nha. Ừ, cái hãng không khoảng một mà nó nổ gạch ti ổn định như vậy đó các bạn, thấy ghê chưa? Cho nên mình nói cây 343D này là hết ý luôn với người làm mà đánh cướp nha, cực kỳ đã luôn. Đấy, rồi để mình lên ga lớn các bạn xem nha. Có chậm tua không? Nhưng mà nó là vết dài á, bánh chấn lớn ha. Nó là chậm tua là vậy đó. Nhưng mà khi mình hét lớn mình cũng không có cảm giác được là chậm tua đâu. Nhưng mà nó là dòng chậm tua nha. Nghe tí nổ canh ti riết mình còn ghiền luôn á. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Kyoris RMB 343D đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.